Dù đang là sinh viên nhưng mỗi khi đến dịp 20 tháng 11, bạn Trần Thị Lan Anh, khoa giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lại tất bật với những hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Và dịp này, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có rất nhiều hoạt động như các cuộc thi nghiệp vụ, văn nghệ để trau dồi kỹ năng mềm cho sinh viên. Đây cũng là khoảng thời gian để các sinh viên sư phạm thêm yêu nghề, có thêm động lực để trở thành những người thầy, người cô mẫu mực trong tương lai. Khi mà còn đang ngồi trong ngôi trường sư phạm là cứ đến ngày 20 tháng 11 là chúng em sẽ rất là hồi hộp ạ. Thứ nhất là hồi hộp là mình đang chuẩn bị thi và đến phần thi đúng là rất bận thật ạ. Có một chút lo sợ nhưng mà thi xong thực sự là cảm thấy là rất là hạnh phúc ạ. Bọn em là sinh viên sư phạm thì bọn em đồng thời cũng vừa là một người học trò và trong tương lai cũng có thể trở thành những giáo viên. Thì cái cảm xúc nó cũng có chút gì rất là lẫn lộn. Mình luôn cảm thấy là có phần đó rất là tự hào nhưng cũng có phần gì đấy cảm thấy rất là hồi hộp vì không biết là những cái điều mà mình được học, những cái điều mà mình được tập luyện, được rèn rũa trong cái kỳ nghiệp vụ sư phạm này, không biết là sau này mình có làm tốt không hay là với những cái kinh nghiệm mình đã có, những cái điều mà các thầy cô giảng dạy thì mình có liệu là sẽ có áp dụng nó vào trong thực tế được không? Dìu dắt biết bao thế hệ sinh viên ra trường, trưởng thành và trở thành những người đồng nghiệp, các thầy cô Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vẫn luôn tâm huyết, truyền thụ các kinh nghiệm qua từng hoạt động, đặc biệt là trong những hoạt động dịp 20 tháng 11. Tất cả những cái hoạt động ngày hôm nay các bạn thấy là sinh viên sẽ được rèn luyện rất nhiều những cái kỹ năng. Sau này thì nó sẽ là cái nền tảng để giúp cho sinh viên có thể là mang theo những cái ấn tượng đó, những cái kỹ năng mà các bạn đã trải qua trong suốt những năm học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong cái hành trình các bạn sau này ra và làm nghề. Tôi xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên K71 chuẩn bị ra trường. Rất mong các bạn để lan tỏa cái giá trị của người thầy giáo, cô giáo đến với các thế hệ học sinh sau này của đất nước và làm thế nào để chúng ta như Trường Đại học Sư phạm vẫn luôn nói là làm thế nào để chúng ta không chỉ là trường sư phạm mà còn là trường mô phạm và sẽ là cái nền tảng cho thế hệ tương lai của Việt Nam chúng ta sau này. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là ngày để nhìn lại tri ân các thầy cô giáo, nhưng đối với các sinh viên sư phạm còn đặc biệt hơn cả vì là dịp để vun đắp thêm tình yêu nghề để trở thành những người thầy, người cô trong tương lai.